Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một cái video về cái hệ ngăn kéo nhé anh em. Trên video này thì Trung giới thiệu với anh em một cái bộ ngăn kéo 6 tay chuyên cẩu nhé. Cái hàng chuyên cẩu loại lớn này, khá là lớn nha, 6 tay đây. Đấy, 6 tay lò xo bình thường. Cái con này nó có cái tay thứ 7 là cái tay đảo dòng nhé anh em. Cái tay đảo dòng qua một cái khối ngăn kéo khác để làm cái công năng khác gì đấy. Đó là anh em tài xế nói với Trung cũng không rõ cái cách làm việc của cái loại này nữa. Nhưng mà cơ bản nó là đảo dòng gì đấy. Rồi, cái tay thứ 7 này. Đây, loại này là 20 ly nhé anh em. Trung quay thật là kỹ. Mấy cái đầu ti nó có cái vết rỉ rỉ xét xét nằm ngoài này. Có rỉ rỉ xét xét một tí nhé. Ở bên trong à. Đây, Trung sẽ đo một vài cái kích thước cơ bản trước này. Ví dụ như đây 20 ly nhé em. Thì 20 ly này, nguyên cái khối ngăn kéo nó sẽ kích thước bao. Gần 50 nhé. Cái bu rong là khoảng gần 50 đấy. Tí nữa là 50. Trung đặt cái thước vào cái chân đế 20 này. Chân đế là nó gần đến 20 nha. 19.5 này. Cái khối ngăn kéo thì nó tầm khoảng 13.5 gì đấy. Đây này. Gần 14 nha nè. Cái lóc ngăn kéo đấy. Độ cao tầm khoảng gần 8, hơn 80cm xíu nha. Hơn 80 ly nha. Tí 20 nha nè. Sáu ngăn 20 ly. Hàng chuyên cẩu nha. Tất cả hoạt động ngon lành hết nha nè. Con này là nguyên bản cắt trong xe ra nè. Nước sơn phủ các thứ linh tinh nó còn hết nè. Cái cửa nó chắc là cửa 3/4 đấy. Có khả năng cửa 1/2, cửa 3/4 gì đấy. Nhưng mà nó chuyển xuống cái rắc nhỏ nha. Anh em muốn mở cái cửa lớn thì tất cả đều hai chiều nhé anh em. Cái chỗ này nó bị gãy cái ống nối thôi. Gãy cái ống nối chỗ này này. Đây này, Trung cũng nhét lỗ lại rồi này. Tất cả đều là hai chiều hết nhé. 6 ngăn hai chiều. 20 ly, tay lò xo, chân đế đầy đủ. Con này là chưa có bung bổ luôn này. Đấy, đang nằm trên cái bánh xe 750-16 đấy. Anh em đi cảm nhận cái kích thước của nó. Ngang thì Trung đo phủ bì bù rong là 50 nhé nè. Trước sau tầm khoảng 20. Còn cái tay nó dài, dài hơn một tí. Anh em lắp hệ cẩu mà lên ghế gì đấy, có ngay việc thì anh em liên hệ nhé. Bên đây Trung còn một cái khối nữa. Một cái khối, cái đây là hai khối ngăn kéo của đời hai bơm nhé nè. Mã số gì đó Trung cũng không rõ nữa. Đây này, ti này khá là lớn. Ti 25 nha. Cái này thì ti 25. Đây là một bơm trái, một cái bơm, một in này, in 1 này, in 2 này, của hai tầng bơm này. Ao chung này, đường T chung đấy. Hai ngõ B, một đường T chung. Một cái ngõ B bên chính thì nó là 3 ti nhá. 3 ti mà nó có chỉnh cái gì Trung không rõ nữa. Nó nối thêm một thớt nữa. So với cái ngăn kéo này thì ở bên đây nó có nối thêm một cái thớt nữa thì Trung không biết nó lấy làm cái gì luôn. Không rõ, Trung không rành nhá. Rồi CT chỉnh áp này. Nối đi để chỉnh cái gì đấy chỗ này phía sau này. Hệ cẩu nó có nhiều cái thiết bị kèm theo. Ở bên đây thì nó chỉ có một ngăn duy nhất thôi nhá. Bơm bên đây thì nó chỉ có một ngăn thôi. Nhìn từ phía sau tới này. Con này thì phủ bì hết chắc khoảng hơn 40 tí, chắc khoảng 45 nha nè. Phủ bì từ bu rong này qua bu rong này tầm khoảng 45 nha. Nó loại to hơn loại này tí.
còn nhiều cái thứ linh tinh chia dòng. Đây, đảo dòng của chân cẩu đây. Cái này cái gì thưa trời, không biết luôn, không rành nhé anh em. Anh em xem thử, có nhiều cái món đồ chơi nó ngộ nghĩnh lắm. Vanh một chiều này, còn nhiều cái thứ linh tinh khác. Anh em xem có nhu cầu sử dụng cái gì thì liên hệ nhé. Hôm nào Trung sẽ gom lại tổng hợp mấy cái món chi tiết nhỏ 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 như thế này, gom lại thành một lô để anh em dễ, anh em thợ cần đến đâu thì anh em lựa chọn đến đấy nhé. Bình tích áp Kato 20 này, con này nó cũng 4 tấc này. Rồi, video khá dài rồi, Trung kết thúc video nhé anh em.